tọa lạc tại khu đô thị phức hợp Vĩnh Lộc với tiện ích giáo dục, giải trí, hạ tầng hiện đại bậc nhất quận Bình Tân. Quyền Trao Bình Tân trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ mong muốn kiến tạo hạnh phúc an cư, và có một block được tất cả các nhà đầu tư và khách hàng mong chờ chính là B1. Với vị trí độc tôn kiêu hãnh, B1 Green Town Bình Tân chính là biểu tượng của phồn vinh và hạnh phúc. Với hai mặt tiền đường 30m, tạo tiền đề lưu thông, kinh doanh đắc địa các dịch vụ, nhà hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, mang về nguồn thu hàng chục triệu đồng cho khách hàng. Với vị trí này, B1 còn hưởng trọn tinh hoa thiên nhiên với nắng ấm, gió mát và không khí trong lành, kết hợp với hướng nhìn đẹp mắt về công viên cây xanh rộng hàng chục nghìn mét vuông ở nội khu và không gian vui chơi thoáng đãng ở ngoài khu. Song hành cùng thiết kế căn hộ được tối ưu diện tích, thoải mái sống với 6 không gian riêng biệt để mỗi lần bạn bước chân về nhà là một niềm tự hào. Không ngừng lại ở đó, Green Town Bình Tân còn sở hữu 10 tiện ích đẳng cấp được quy hoạch tại nội khu dự án với hồ bơi xanh mát, trung tâm thương mại sang trọng, cà phê sân vườn lộng gió, phòng tập gym hiện đại, spa thư giãn đẳng cấp, nhà hàng ẩm thực tinh hoa Việt Nam và quốc tế, đài phun nước, bãi đậu xe trên mặt đất và tầng hầm, hệ thống an ninh nghiêm ngặt 24/24 đảm bảo an toàn. Đặc biệt là công viên cây xanh trung tâm với diện tích hàng chục ngàn mét vuông, giữ không khí tại Green Town Bình Tân luôn trong lành và mát mẻ, đi kèm với đường chạy bộ, khu vui chơi trẻ em, nơi bạn lắng nghe tiếng cười giòn giả của con trẻ, những thanh âm hồ hởi của thiên nhiên và tiếng thì thầm yêu thương của gia đình. Trong bán kính 500m quanh Green Town Bình Tân là hệ thống giáo dục và giải trí hiện đại bậc nhất, với công viên giải trí Vĩnh Lộc 924 hectare, trường học các cấp Việt Nam và quốc tế, nhà hàng ẩm thực, trung tâm thương mại, bệnh viện đa khoa, đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển trí tuệ, tinh thần, tận hưởng cuộc sống của thành viên trong gia đình. Và cuộc sống tại Green Town Bình Tân càng tuyệt vời hơn khi hạ tầng giao thông xung quanh dự án được quy hoạch đồng bộ với kết nối xuyên suốt nhiều quận của thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Thị Tú, quốc lộ 1A, Lê Trọng Tấn, Công Hoa, Trường Chinh, đại lộ Đông Tây. Bạn chỉ mất 10 phút để di chuyển đến 15 phút đến tòa nhà văn phòng E-Town, 20 phút đến bến xe An Sơn, sân bay Tân Sơn Nhất, BC An Lạc, Parora City, công viên phần mềm Quang Trung, khu công nghiệp Tân Bình và nhiều trung tâm kinh tế tài chính giải trí khác. Có thể nói, tất cả các giá trị mà Green Town Bình Tân mang lại chính là tiêu chuẩn của cuộc sống vương giả, xa hoa, tinh tế và yên bình. Hiện tại, công tác xây dựng toàn dự án đang được đẩy nhanh, tiến độ xây dựng đang vượt dự kiến ban đầu. Điều đó khẳng định quyết tâm của chủ đầu tư là sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng hạn cam kết và còn có thể sớm hơn dự tính. Tính tới thời điểm hiện tại, block B1, block đẹp nhất và hội tụ mọi tiện ích của toàn dự án đang có tiến độ xây dựng rất tốt. Tính trung bình mỗi tuần, đơn vị thi công sẽ hoàn thành một lầu. Sài Gòn tiện ích gì cũng có, chỉ thiếu những khoảng sân chơi cho con, tổ ấm bình yên cho gia đình. Nếu bạn đang có cùng trăn trở này, hãy chọn Green Town Bình Tân. Green Town Bình Tân, kiến tạo hạnh phúc. Đất xanh Đông Nam Bộ, an cư lâu dài, đầu tư vững chãi.